Đó. Chiều tà vào trong này xem bà con mình ha. Rất là bình yên luôn. Thì quán về phủ được vị. Bà con mình thích ăn là vàng hẹn này ha. Người ta có phòng phòng từng phòng từng phòng nữa. Phòng. Cơm người ta bán có 25 30 ngàn thôi quý vị. Bán cho dân lao động rất rẻ luôn. Mình nhớ là mình mua 25 ngàn. Đó, đây ha. Chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 1 giờ chiều ngày mùng 7 tháng 5 năm 2023. Mình đang có mặt tại khu vực Mạc Đình Chi quý vị ha. Quý vị có thể thấy là cứ chiều chiều thì Đà Lạt lại có mây đen kéo đến và chuyển mưa quý vị. Đó, sáng nắng đẹp ha, có sương mờ. Còn trưa trưa là hơi oi bức một chút và buổi chiều thì có mưa quý vị. Nếu những cơn mưa như thế này mà có mặt ở dưới Sài Gòn hoặc là những cái tỉnh thành nóng thì nó sẽ giả nhiệt rất là nhiều ha. Đó, sắp mưa to đến nơi rồi quý vị. Đây là cái xóm bánh bao đây quý vị nè. Bà con mình đang đốt lửa và hâm những cái nồi bánh bao quý vị cho nó nóng lên và chuẩn bị đi lang thang khắp thành phố Đà Lạt để mà bán bánh bao quý vị ha. Con người thì đi xe đạp, con người thì đi bằng xe gắn máy. Rồi trời đổ mưa to luôn rồi quý vị. Bà con chạy tán loạn rồi. Cái này ở ngoài chợ chắc bà con mình phải nói là rất là khổ luôn. Gặp mưa gió này phải nói là đi dọn hàng, dọn hóa, che chiếc này kia khổ lắm quý vị. Bà con mình đi bán bánh bao cực luôn quý vị ha. Đó, binh đoàn bánh bao luôn quý vị, rất là nhiều. Tại ở vị trí này là người ta có làm bánh bao đó, có cái lò bánh bao đó. Những cái bà con đồng bào của mình ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh đó, cũng có gia đình nhưng mà vào đây để đi lang thang bán bánh bao khắp ngõ ngách Đà Lạt để mưu sinh. Rồi đến cái lễ Tết là người ta về quý vị ha, về thăm gia đình. Ở dưới này quý vị có thể thấy là có hoa lan nó nở rực rỡ đẹp không? Hoa lan này không cần chăm sóc gì hết quý vị, cứ treo như vậy đến mùa nó nở thôi. Lan rừng đúng rồi quý vị, người ta biếu ấy. Mưa rất là to luôn này. Bên này là cái tòa nhà to to đó là khách sạn Sài Gòn Đà Lạt đó quý vị. Đó, quý vị thấy không? Mưa to khủng khiếp luôn ha. Gió nữa. Bà con mình chạy ngoài đường ướt hết rồi. Có nhiều người đi ngoài đường mà không mang áo mưa đâu quý vị. Giờ phút lúc chạy không kịp, không có chỗ trú nữa là ướt hết rồi quý vị. Gặp trưa nắng nóng mà gặp mưa như thế này nữa là nó đột ngột á. Là thành ra là nó cũng dễ bị bệnh lắm quý vị ha. Mùa này chúng ta di chuyển ngoài đường nên mang theo bên mình áo mưa quý vị. Đà Lạt bước vào cái mùa mà sáng nắng chiều mưa rồi. Đó, nếu như mà trời mưa không ngắm được cảnh rừng thông. Ở trong mưa thì mình ngắm cái những bông hoa mà hoa lan đó quý vị ha. Ở trong mưa cũng rất là đẹp luôn. Trời ơi, những chậu hoa lan phải nói là vô cùng giá trị luôn quý vị. Rực rỡ luôn. Ở ngoài này là suối Cam Ly quý vị ha. Đó, con suối này á, mỗi lần mà vào mùa mưa mà đỉnh điểm mùa mưa nó chảy nó kinh khủng khiếp, chảy cuồn cuộn luôn. Năm xưa mà khi mà chưa làm cái bờ kè của con suối này á, thì mỗi lần mưa to như này thì cái xóm này là nó sẽ bị ngập lụt quý vị ha. Tuy nhiên hiện tại bây giờ không có nữa. Rất là ngon lành rồi. Đây là những cái con hẻm ở đường Mạc Đình Chi đó quý vị.
đó là thì hẻm nào cũng chẳng chịt hết. Nhưng mà ở bên mé mạc Đình Chi này thì hẻm hóc nó người ta quy hoạch nó bằng với nó địa hình nó bằng với lại nó thẳng quý vị, nó không có dốc ha, ít dốc lắm. Khu vực này nói là nhà cửa này kia mắc lắm quý vị, không rẻ đâu ha, đa số là đất xây dựng không á, không có đất nông nghiệp. Khu quy hoạch này lâu đời rồi, ngày xưa ở đây là xin lây nó cũng giống như ở bên Phạm Hồng Thái vậy đó, cũng ngập lụt nhưng mà bây giờ là ngon lành quý vị. Ra đây là đường chính mà Đình Chi quý vị ha, bên kia có con phở mọc, căn nhà cổ đẹp đó, căn nhà cổ hiếm hoi còn sót lại gỗ thông đó quý vị, gỗ thông này đệm được hơi bị lâu luôn. Nếu rẽ trái là ra đường 3 tháng 2 quý vị ha, rẽ phải như thế này là vào đường Đặng Thùy Trâm. Trên con đường này cũng có mấy cái quán nhậu quý vị, nhậu bình dân như là quán Lâm Đen, Lâm Đồ này, rất là rẻ luôn. Đức Nhất này, Lâm Đen này. Tuy nhiên mấy quán nhậu mùa này bà con địa phương cũng ít đi nhậu quý vị, con dân địa phương ít đi nhậu là giống như không phải giống ngày xưa. Nếu ngày xưa là bây giờ tầm khoảng 5 giờ chiều quý vị, 5 giờ 15 rồi là bà con mình nhậu rôm rả lắm này, cùng ly rồi một vài ba vô là phải nói là rôm rả, bây giờ cũng vắng đó. Dọc dọc này là có nhậu không quý vị, nhậu cà phê. Bánh tráng, thịt heo, mắm nêm, bún bò Huế. Ở đây hồi trước là con nhậu, bây giờ là có bún bò Huế. Con ăn sáng này quý vị. Đó, khu quy hoạch Mạc Đình Chi đây. An Mộc Gia Trang. An Mộc Gia Trang này đóng cửa mục tiêu rồi. Đóng cửa quý vị. Tùng giống kiểu đóng cửa, không phải quý vị. Đó là cũng một cái homestay đó quý vị ha. Homestay với lại gì đó, quán cà phê, quán ăn, nhà hàng luôn quý vị. Năm giờ 15 là trời nó có vẻ tối thui rồi quý vị ạ. Trời chàng vàng hay bà con mình vội vàng đi về nhà. Hôm nay hồi trưa thì có mưa kéo dài cho đến chiều luôn quý vị. Mưa to rồi bắt đầu nó rả rít nó kéo dài cho đến chiều luôn quý vị. Nó làm cho khí hậu mát nó tưới cho cây cối xanh tươi luôn. Bà con bên môi trường đô thị mình khỏi đi tưới ha. Đây con nhậu quý vị. Nhậu này là buổi tối nhậu đông lắm. Đó, khu quy hoạch này. Khu này ngày xưa bà con mình ấp ánh sáng có giải tỏa một ít ở ngoài đó, là dời vào trong này ở quý vị ha. Vào trong này bán đấu giá là một lô tầm khoảng 50 mét vuông đến 60 mét vuông đó. Bà con mình đền bù ở ngoài đó mà cấp ở một lô ở trong này, mà nếu như mà không đủ thì bù thêm tiền, hoặc là người ta cho bán trả góp quý vị. Bây giờ những căn nhà trong này lời to rồi, hơn chục tỷ không hơn nữa quý vị. Nó nằm ngay trung tâm á, ngay trung tâm đi ra chợ Đà Lạt có cây số thôi quý vị ha. Đây là con đường Đặng Thùy Trâm quý vị ha. Đặng Thùy Trâm qua bên kia là đường Hoàng Diệu đó. Còn dọc này là bờ suối Cam Ly, dọc này là khu quy hoạch Hoàng Diệu đây. Hoàng Diệu với Mạc Đình Chi là đối diện nhau quý vị ha. Đó, quý vị thấy những khu vực trung tâm không có thông luôn, không có luôn quý vị. Ta chỉ có trong tùng, trong mái anh đào, trong những cây cảnh nho nhỏ để tạo không gian xanh tươi thôi quý vị. Không có, không trồng thông ha, không có đất để trồng thông đâu. Kể cả dọc bờ suối này người ta cũng không trồng thông đâu quý vị, người ta trồng tùng thôi. Nói chung thông hàng năm vào mùa mưa ở Đà Lạt này nó cũng có đủ khá là nhiều đâu quý vị.
đổ ở trong rừng thì không nói, nhưng mà đổ mà nó nằm lại loi ngoài đường, nó đổ ra đường ấy, rất là nguy hiểm đó. Ngã vào nhà thì hư nhà, đứng trúng vào người đi đường là thiệt hại về tài sản, chưa kể nếu xui là thiệt hại về người nè quý vị. Cũng có trường hợp đáng tiếc xảy ra rồi quý vị ha. Hướng này nếu như mà chạy thẳng ra là ra Lộ Bò Ba Toa luôn quý vị, ra phố Lộ Bò Ba Toa luôn ấy, là theo con suối này ha. Đó, buổi trưa thì mưa, bây giờ chiều tạnh, chàng vàng xách xe ra đường chút, dạo dạo vân vân, quý vị thấy đời sống của bà con ha. Theo ông hẻm này ra đường Hoàng Diệu quý vị, trong này có nhiều quán ăn lắm, bánh căn, bún bò, bún riêu, phở, bún thịt nướng, hủ tiếu, rất là nhiều. Và ra ngoài là có bánh mì siêu mại Hoàng Diệu, nổi tiếng. Đó. Đi vào trong này là quán Dê Phú quý vị này, Dê Phú nổi tiếng ha, bà con khách du lịch mình cũng hay vào trong này ăn đấy. Ngon rẻ quý vị ha. Và ở khu vực này mà có một căn nhà có cái sân vườn to, trồng cây trồng cối đã rồi đó. Đó, chiều tà vào trong này xem bà con mình ha, rất là bình yên luôn. Cái quán Dê Phú được vị, bà con mình thích ăn là vào một hẻm này ha. Người ta có phòng đúng. Phòng riêng luôn quý vị ạ, dành cho gia đình hoặc là bà con mình tiếp khách ha, giá bình dân thôi quý vị, không có mắc. Ở đây có căn nhà rất là to, nhà có cái vườn hơi bị to luôn. Cái này mà nếu mình xẻ lô ra thành 3 căn luôn. Trong phố mà có nhà mà có sân vườn hiếm lắm quý vị, phải đơn giản đâu ha. Ở đây cũng có quán cơm quý vị, họ bán buổi trưa ha. Cơm người ta bán có 25-30 ngàn thôi quý vị, bán cho dân lao động rất rẻ luôn. Mình nhớ là mình mua 25 ngàn. Đó, đây ha. Và ra đây là bánh mì siêu mại này, để bán buổi sáng quý vị. Ra bên này là chợ Hoàng Diệu đó quý vị ha. Rẽ trái là đi vào cổng sau tháp Tam Ly, bên kia là bánh căn nướng quý vị. Qua bên kia là đường Trần Nhật Duật ha. Trần Nhật Duật lên là Trần Bình Trọng vậy ha. Đó, bánh căn nướng bà con mình ngồi ăn hơi đông luôn, hơi bị đông luôn. Nổi tiếng quý vị, bà con mình ai khách du lịch lên cũng tập trung tới đây quý vị ha. Tới đây hoặc là vào bánh căn nướng Nguyễn Trỗi, có bánh căn nướng mà người ta hay gọi là bánh căn nướng Bà Điên đấy. Đó. Trời chạng vàng, đèn đã lên rồi, ly tắt đã lên rồi, chỉ còn bà con mình tới cùng ly nữa thôi. Cũng vui đó quý vị, bà con mình làm ăn được mà đi nhậu, làm vài ly mắc mắc, nói chuyện rôm rả, thấy không khí nó vui tươi quý vị ha, chứ nó ảm đạm quá thấy buồn. Đường Hoàng Diệu này nhiều quán ăn lắm quý vị ha. Đây là quán nhậu quý vị, quán nướng này đông lắm quý vị, bà con dân du lịch cũng như là địa phương ra ăn đây luôn. Ra đây là đường Hải Thượng quý vị ha. Đó. Đến rẽ trái qua bên kia là qua đường Hai Bà Trưng quý vị. Rẽ phải như thế này là ra khu Hòa Bình, ra đường 3 tháng 2 quý vị ha, ra ngã ba Việt Anh. Hôm nay đi vòng vòng trong những con hẻm, từ trong hẻm ra phố quý vị. Thì quý vị thấy đời sống của bà con mình buổi chiều ha, cũng là những khu vực thân quen thân thuộc thôi. Nhưng mà chiều tà như thế này nhìn đời sống của bà con sinh hoạt cũng thú vị quý vị.
Nó ra đây là đường 3 tháng 2, rẽ phải là về Hoàng Văn Thụ, rẽ trái là lên khu Hòa Bình quý vị ha. Ngày xưa có khách sạn Thắng Lợi ở đây này. Bây giờ vẫn còn nhưng mà khách hiện tại bây giờ ở đây ít vì đầu xe đầu cổ nó không có tiền à. Ngay nút giao đèn xe đèn đỏ cấm đầu. Rẽ trái lên khu Hòa Bình gái quý vị ha. Dốc Duy Tân, đường 3 tháng 2, con đường đắc địa, bất động sản cực kỳ mắc và thuê mặt bằng ở đây cũng rất là mắc luôn. Những khu vực này là buôn bán hỗn hợp luôn, vừa bán cho khách địa phương vừa bán cho khách du lịch đó. Còn những con đường khác ấy, toàn bán cho dân địa phương mình không ấy, thì mặt bằng nó sẽ rẻ hơn và đồng nghĩa thì giá bất động sản nó sẽ rẻ hơn, nó vậy đó quý vị. Bên này bên phía tay phải của chúng ta là bánh mì Liên Hoa quý vị ạ, một thương hiệu bánh mì lâu đời bậc nhất của thành phố Đà Lạt, rất là nổi tiếng. Ngày xưa khách phải nói đứng xếp hàng lần lượt. Làm ăn cái gì cũng vậy quý vị, nó cũng có thời, với lại là nó cũng có một cái giai đoạn, một cái thời gian thôi quý vị, chứ không phải là nó cứ bền vững biết. Nó duy trì được cái phong độ hoặc là được cái sự ổn định cùng lắm 10 năm, 20 năm, thậm chí là cỡ 30 năm qua một hai thế hệ là hết, một thế hệ là hết quý vị. Còn hiếm những cái công ty hoặc là những cơ sở nào mà nó duy trì được lâu lắm quý vị ha. Nó sẽ thoái trào đó. Nếu như mà duy trì được lâu là do cái sự quản trị cũng như là công việc kinh doanh và quản lý của người ta làm chặt chẽ quý vị đó, không ngừng thích nghi và đổi mới ha, cũng như là nâng cao chất lượng, từ chất lượng phục vụ cho đến chất lượng dịch vụ đó, tạo nên những cái cách làm mới mẻ để thích nghi qua từng giai đoạn, qua từng thời đại để mà cạnh tranh khốc liệt với những thương hiệu khác nữa, thì may ra thì nó mới duy trì được đời cha đến đời con đó, gọi là cha truyền con nối rồi quý vị. Chứ còn không là cũng khó lắm. Thời buổi bây giờ thương trường là chiến trường khốc liệt vô cùng luôn. Xuống đây là bùng binh nước quý vị ha. Để mà rẽ trái quay ngược lại vào trong kia là vào chợ Đà Lạt quý vị. Rồi hôm nay mình cũng làm một cái video bắt đầu từ hồi trưa, trời mưa ở nhà quay, xong rồi mới ra đường đi vòng vòng trong những con hẻm và ra phố luôn để cập nhật tình hình, ghi là những cái đời sống sinh hoạt của bà con mình trong ngày hôm nay. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.